cam này. Con đang lớn lên mỗi ngày, dù một ngày nào đó con sẽ hiểu. Mẹ không muốn giấu giếm hay là nói dối con, vì mẹ biết Cam của mẹ vô cùng dũng cảm. Bố Tùng yêu Cam, và cả Cam cũng thế. Con yêu bố bao nhiêu cũng được, cứ yêu bố và ông bà nội bằng tất cả tình yêu thương mà con có. Cả mẹ cũng vậy, cả mẹ và ông bà ngoại đều rất yêu thương con. Nhưng mà từ bây giờ bố mẹ không còn yêu nhau nữa, cũng sẽ không ở cùng nhau nữa. Và gia đình hai bên ông bà cũng sẽ không thường xuyên gặp nhau được. Nếu mà con cứ đòi bố với mẹ ở cùng nhau thì con sẽ hư à? Bọn anh lâu nay vẫn im lặng, mắt điếc tai ngơ thì là khôn ngoan. Nhưng thực ra bọn anh hơi hèn đúng không? Không phải là như thế đâu ạ. Em nghĩ là mỗi người sẽ có những sự lựa chọn riêng của mình thôi. Nếu em kiện cáo ông ta thì có cần hỗ trợ gì không? Hiện giờ ông ta đang có hai vấn đề. Về nghề nghiệp thì là một người chuyên đi ăn cắp và xào nấu ý tưởng của người khác. Còn về lối sống thì là một kẻ chuyên đi lừa tình người khác. Em nghĩ nạn nhân của hai việc này chắc chắn không ít đâu. Tuy nhiên không dễ để họ có thể đứng ra làm chứng cho mình. Vì thế em sẽ phải đi tìm và thuyết phục họ thôi. Còn về việc chuyên đi ăn cắp ý tưởng, em chắc chắn là tất cả mọi người trong công ty sẽ là những người biết rõ nhất. Nhưng em cũng không muốn mọi người bị khó xử đâu, cho nên em sẽ đi tìm ở các trường đại học và các viện nữa. Bà già gọi kìa, cái máy đi cho mẹ yên tâm. Tao vào nghỉ trước đây. Con ơi mẹ. Con đang ở đâu? Sao không nghe điện thoại của nó? Để nó đến nhà tìm thế này. Sao con phải nghe mẹ mày? Mẹ bảo cô ta cút đi. Cút khỏi cuộc đời con đi. Sao anh không trực tiếp nói với tôi mấy lời này? Nếu luật sư Giang Khánh không hỗ trợ thì em sẽ gọi luật sư của nhà em đến giúp anh. Thôi không cần nữa. Đến giờ mà anh vẫn còn cười được à? Lý lịch của anh mà dính một vết to đùng như thế thì hậu quả như thế nào anh không nghĩ sao? Đánh một thằng đáng đánh để bảo vệ người mình yêu cũng xứng đáng mà. Chị ấy còn chẳng thèm yêu anh. Anh cứ làm mấy cái trò ngốc như thế có thay đổi được gì đâu. Bọn anh chính thức quay lại rồi. Từ bây giờ ấy, anh là cây đã có chậu rồi đấy. Em phải tránh xa anh ra. Anh không muốn người yêu anh ghen đâu.